Sau Tết, khi những sắc hoa của mùa xuân qua đi, thì tại làng hoa Sa Đéc lại có một loài hoa khoe sắc nở rộ. Đó là pháo hoa. Điểm đặc biệt của loài hoa này là thời gian hoa nở kéo dài đến 5 tháng. Hoa có dạng hình ống màu trắng hồng, nở xòe như những chùm pháo hoa và có hương tỏa ra thơm ngát nên được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Cây pháo hoa thuộc dạng thân gỗ, sống lâu năm, ưa nắng, thường được chọn trồng để tạo cảnh quan sân vườn và trang trí công viên. Cây có thể cao đến 3-4 mét. Những chiếc lá của cây có màu xanh đậm ở mặt trên và màu tím đậm ở dưới nên cũng được sử dụng như một loại kiểng lá. Ông Bùi Văn Hạnh ở phường An Hòa, thành phố Sa Đéc cho biết cây pháo hoa rất dễ chăm sóc, chỉ cần tưới nước, bón phân đầy đủ. Cây được nhân giống bằng cách ghim nhánh, sau 6 tháng tuổi là cây đủ sức cho ra hoa. Để cây ra hoa đẹp thì trong thời gian trồng cần cắt tỉa tạo tán lá tròn đều. Mỗi năm cây ra hoa một lần vào dịp tháng Chạp và nở kéo dài đến tháng 4 âm lịch năm sau. Hoa nở vào buổi sáng sớm và tỏa hương thơm ngát. Hoa có dạng hình cầu và có nhiều bông hoa nở lần lượt trên một cụm hoa. Hiện cây có giá bán từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng, tùy theo chiều cao từ 1 đến 1,5 mét.